bóng Phạm Trọng Thi với màn trình diễn vừa rồi, và đó cũng chính là lời chào mừng tất cả mọi người đang đến với giải bóng đá J1 Sport Cup 2015, và xin dành một tràng pháo tay để chào đón tất cả mọi người ạ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý quan khách và tổ trọng tài cùng toàn thể vận động viên, giải bóng đá mini J1 Sport năm 2015 được tổ chức dưới sự tài trợ và hỗ trợ từ Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh, với khát khao tạo một sân chơi lành mạnh, mới mẻ, chuyên nghiệp, đỉnh cao phong trào và là cơ hội giao lưu học tập cho tất cả các câu lạc bộ, doanh nghiệp, đội bóng trên khắp mọi miền của đất nước. Đây là giải đấu đã được giải bóng đá.com hoạch định sẽ là giải đấu truyền thống hàng năm dành cho hoạt động bóng đá phong trào tại thành phố mang tên Bác. Và ngay sau đây, Harper xin được phép đại diện cho ban tổ chức chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã dành thời gian quý báu của mình đến đây để tham dự buổi lễ khai mạc của chúng tôi. Và đến với buổi lễ khai mạc ngày hôm nay, về phía quan khách chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Đào Quốc Sử, chủ sân bóng đá mini Chảo Lửa. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu ông Đinh Ngọc Lộc, phó chính ủy trung đoàn cảnh sát cơ động Đông Nam. Tiếp theo xin được trân trọng giới thiệu ông Phạm Văn Hải, phó phòng tổ chức thi đấu đại diện Liên đoàn Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là ông Nguyễn Quốc Bảo, trưởng dự án J1 Sport, trưởng ban tổ chức. Và chúng tôi cũng rất vui mừng được đón tiếp quý doanh nghiệp, cơ quan báo chí truyền thông cùng có mặt cùng các cầu thủ xuất sắc của chúng ta ngày hôm nay. Và sau đây xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Quốc Bảo, đại diện cho ban tổ chức, lên tặng hoa cho các đơn vị đã hỗ trợ cho giải đấu J1 Sport Cup 2015. Xin mời anh Đào Quốc Sử và ông Đinh Quốc Khánh cũng như ông Phạm Văn Hải và ông Đinh Ngọc Lộc. Xin mời tất cả mọi người cùng tiến lên phía trước để anh Bảo có thể tặng những bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn các đơn vị đã hỗ trợ rất nhiệt tình để chúng ta có thể tổ chức được một giải đấu rất quy mô và hoành tráng như ngày hôm nay. Và tiếp theo đây, chúng tôi sẽ được mời anh Nguyễn Anh Trung sẽ đại diện cho hơn 1.000 cầu thủ của giải đấu lên phát biểu tuyên thệ của cầu thủ. Kính thưa các vị đại biểu cùng toàn thể các vận động viên, tôi tên là Nguyễn Anh Trung, đến từ đội bóng J1. Hôm nay tôi xin thay mặt cho toàn thể các vận động viên tham gia giải bóng đá mini J1 Sport năm 2015. Xin hứa sẽ thi đấu với tinh thần cao, thể thao đoàn kết, fan play. Xin chúc giải đấu diễn ra thành công và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Cảm ơn anh rất nhiều. Và tiếp theo đây, xin được phép mời đại diện của tổ trọng tài anh Nguyễn Văn Diễn lên đọc tuyên thệ của tổ trọng tài. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa ban tổ chức, tôi tên Nguyễn Văn Diễn, trọng tài bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Xin thay mặt các trọng tài tham gia điều hành tại giải bóng đá J1 Cup năm 2015, xin hứa điều hành giải một cách trung thực, công bằng, khách quan trên tinh thần luật và điều lệ mà ban tổ chức đã đề ra. Sau cùng xin chúc sức khỏe quý vị đại biểu, chúc các cầu thủ thuận lợi, chúc giải thành công. Xin trân trọng kính chào. Xin cảm ơn trọng tài Nguyễn Văn Diễn rất nhiều. Và kính thưa quý vị, buổi lễ khai mạc giải bóng đá mini J1 Sport 2015 của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin được chân thành cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Chúc cho tất cả các cầu thủ sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe, phong độ và thi đấu thật fair play. Xin được cảm ơn rất nhiều.